Mình chào bạn đọc của báo điện tử Giải Trí, chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, hiếu thảo là một đức tính rất quan trọng trong mỗi con người, cũng như là một phần cốt lõi của xã hội hiện nay. Và tuy là đức tính này luôn được xã hội coi trọng và đề cao, thế nhưng trong xã hội vẫn tồn tại không ít người có hành vi bất hiếu, không nuôi dưỡng cha mẹ, thậm chí là còn có hành vi đánh đập cha mẹ nữa. Hành vi này không chỉ là vi phạm về chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn có khả năng vi phạm pháp luật. Và ngày hôm nay trong chuyên mục 3 phút cùng luật sư, Như Quỳnh mời bạn đọc hãy cùng gặp gỡ với chuyên viên tư vấn pháp lý luật gia Tạ Quốc Dũng để nghe luật gia chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này nhé. Mến chào luật gia Tạ Quốc Dũng. Chào Như Quỳnh, chào quý bạn đọc của báo điện tử Dân Trí. Câu hỏi đầu tiên Như Quỳnh muốn đặt cho luật gia đó chính là trong cái trường hợp mà cha mẹ đã già yếu và mất đi cái khả năng lao động, nhưng mà con cái lại có hành vi là thoái thác hay là trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng và không nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ, thì trong cái trường hợp này có được xem là vi phạm pháp luật hay không? Và nếu như có thì khung hình phạt cụ thể là như thế nào ạ? Thưa Như Quỳnh, thưa quý bạn đọc của báo điện tử Dân Trí, thì những hành vi mà Như Quỳnh vừa mới nêu ra thì chúng ta có thể xem xét đây là hành vi vi phạm pháp luật. Những hành vi trên thì cụ thể nó có thể bị xử phạt hành chính đến có thể là phạt tiền đến 2 triệu đồng, hoặc là nghiêm trọng hơn, hoặc là có thể gây ra những hậu quả khó lường hơn, thì lúc này người mà thực hiện hành vi sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội như là tội từ chối trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, với hình phạt cảnh cáo hoặc là cải tạo không giam giữ, hoặc là nặng nhất có thể lên đến phạt tù. Vậy thì Như Quỳnh cũng biết là trong rất là nhiều trường hợp, mặc dù là con cái chấp nhận nuôi dưỡng cha mẹ lúc già yếu, thế nhưng mà những người này lại có những cái thái độ không tốt, ví dụ như là chì chiết cha mẹ, hoặc là nặng hơn là bỏ đói, hay là còn nặng hơn nữa đó là đánh đập cha mẹ của mình luôn. Vậy thì Như Quỳnh nghĩ là hành vi này chắc chắn là sẽ vi phạm pháp luật rồi, nhưng mà Như Quỳnh không biết là theo pháp luật thì khung hình phạt dành cho hành vi này thì như thế nào ạ? Như Quỳnh đã biết thì những hành vi Như Quỳnh vừa nêu lên như là chì chiết, xúc phạm hoặc là đánh đập của cha mẹ mình khi mà họ đã có công nuôi dưỡng mình thì ngay từ nhỏ, thì những hành vi trên thì đã là hành vi phạm pháp luật. Và cụ thể họ, cái người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt hành chính là với cái mức độ nhẹ. Còn nếu chúng ta tăng lên ở mức độ nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm với hình án phạt tù, hoặc là đối với các tội như là ngược đãi cha mẹ trong điều 185 Bộ luật hình sự. Vậy thì Như Quỳnh muốn hỏi luật gia là với góc độ của một người con thì luật gia có cảm nhận như thế nào về cái hành vi là không nuôi dưỡng hoặc là ngược đãi cha mẹ? Thật ra chia sẻ về vấn đề gọi là đạo hiếu trong cái cuộc sống của mình, thì cái sự hiếu thảo luôn là một đức tính mà chúng ta cần phải biết và tôn trọng việc đó, và đương nhiên phải làm theo việc đó. Vì như là truyền thống của chúng ta hiện hồi đó tới giờ hiện nay, thì cho đến thời điểm này thì dường như chúng ta nói rằng đạo hiếu luôn là một cái điều thể hiện sự biết ơn, sự quý trọng và yêu thương những đấng sinh thành của mình đã có công từ trước đó với mình. Và những hành vi bất hiếu trước tiên, trước khi mà chúng ta đưa ra bị tòa án công lý xét xử, thì đương nhiên cái người thực hiện hành vi sẽ bị những cái lên án trong xã hội, và những người thân sẽ không còn thương yêu họ nữa và xa lánh, tất cả những mối quan hệ của họ dường như bị thu hẹp lại. Và bất hiếu theo cá nhân của tôi là một hành vi đáng chê trách và chúng ta tuyệt đối không nên và không thể làm theo, và chúng ta cần truyền đạt hay là chỉ bảo cho những thế hệ sau này chúng ta tránh né những cái hành vi này. Rất là cảm ơn luật sư Tạ Quốc Dũng vì những chia sẻ vừa rồi.